Chào tất cả anh em, để đáp ứng cho những anh em thua tha trong bộ môn sóc đĩa và muốn lấy lại được những cái gì của mình đã mất, thì cơ sở tôi sẽ giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất của năm 2020 về bộ môn sóc đĩa. Sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Xin giới thiệu với anh em, đây là bộ kính áp tròng nhìn xuyên bát. Anh em nhớ nhá, kính áp tròng nhìn xuyên bát. Đấy, kính này có thể áp dụng cho những anh em nào đánh tài xỉu, nó đánh nhìn xuyên được cả lắp mủ cao su và lắp nhựa. Hàng này là hàng độc quyền, mình cơ sở tôi mới có. Đấy, trước tiên là tôi đã đeo hai kính áp tròng này vào mắt tôi rồi. Và tiếp theo là tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng để anh em biết rằng cái độ hiệu quả tới đâu. Và đồng thời tôi sẽ lắp cái kính thử này vào cam để anh em biết là cái độ xuyên thấu tới đâu. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ test thử bát đĩa quân vị cho anh em. Bát đĩa quân vị xanh chín hết anh em nhé. Tí nữa anh em nhìn thấy cái kính thử thì anh em biết rằng là cái test quân này không quan trọng gì cả. Tôi làm đầy đủ thủ tục cho anh em thôi. Bây giờ tôi sẽ sóc tiếng đầu tiên cho anh em xem. Sóc này. Đặt xuống này. Sấp đôi anh em nhá. Đây. Tôi đưa kính thử vào này. Đây. Cái này áp dụng cho những anh em nào mà hay đánh bảng vị, có thể đánh sập được bảng vị. Đây, kính thử này đưa vào cam thì nó không được nét bằng anh em đeo trực tiếp vào mắt như tôi. Tôi nhìn thấy luôn. Đấy, anh em nhìn rõ không? Đây tôi mở cho anh em xem. Sấp đôi này. Sấp đôi nhé. Tôi sóc tiếng thứ hai. Xong rồi. À, đặt xuống này. Vẫn là sấp đôi anh em nhá. Bệt rồi. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem. Đấy, đưa kính thử vào cho anh em nhìn. Đấy. Đấy, vẫn là sấp đôi. Đây, tôi bỏ ra cho anh em xem. Sấp đôi. Tôi sóc tiếng thứ ba cho anh em xem. Xong rồi. Đặt này. Ba trắng anh em ạ. 100% ba trắng luôn. Đây, tôi đưa kính thử vào cho anh em xem này. Đấy. Tôi đưa kính thử vào này. Anh em nhìn rõ ba trắng chưa? Đây tôi mở cho anh em xem nhá. Đây ba trắng. Dậy quân rồi. Anh em ạ, tôi vừa mở lật quân. Cho nên là những anh em nào mà có nhìn thấy rõ thì anh em gặp những cái thằng say rượu mà nó vào nó mở ẩu, mở lật quân, cho nên anh em không nên đánh tất tay. Hiểu? Tuy rằng mình nhìn rất rõ rồi nhưng không nên đánh tất tay. Bây giờ tôi sóc cho anh em tiếng nữa. Này. Xong rồi. Đây, đặt xuống này. Tứ tử trắng anh em nhá, 100% luôn. Đây này. Tứ tử trắng này. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm là sóc là mở ra lật quân nữa. Từ giờ tôi sẽ xoay bát đi tôi mở cho anh em. Đấy, tứ tử trắng anh em nhìn rõ không? Anh em nào mà đánh bảng vị là sập luôn cả bảng vị luôn. Đấy, tứ tử trắng đấy. Tứ tử trắng. Đây tôi mở cho anh em xem. Tứ tử trắng. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm kỹ thêm về bộ sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì bây giờ tôi sẽ tháo cái kính ở trong mắt tôi ra cái đã. Rồi. Đây kính áp tròng đây anh em nhá. Đeo trực tiếp vào mắt. Đây nhá. Đeo trực tiếp vào mắt nhá. Không ảnh hưởng gì tới mắt nhá anh em, lưu ý nhá, không ảnh hưởng gì tới mắt của mình đâu nhá. Đây tôi sẽ giới thiệu kỹ bao gồm sản phẩm này bao gồm những cái gì. Thì trước tiên là một lọ dung dịch, quan trọng nhất là lọ dung dịch. Đây. Trong hộp thì có hai cái mắt này để đựng hai cái kính áp tròng. Đây kính áp tròng trong này. Đây này. Đấy. Và đồng thời là có cái hộp này để gắp kính ra và anh em đeo. Và có cái nọ này để anh em đi đâu cho kính vào đây và cho lọ nước dung dịch này vào để đi đánh cho thuận tiện. Đấy, quan trọng cái nước dung dịch này anh em nhá. Có một số anh em điện bảo tôi là anh ơi kính của anh dùng được vài tháng mà em đã thấy bị mờ rồi. Đấy là do lỗi của anh em nhá. Anh em đi đánh xong anh em bỏ vào đây và không bỏ cái nước dung dịch này vào là kính nó sẽ bị mờ. Đấy, anh em lưu ý cho tôi là cái điểm đấy. Và tôi giới thiệu kỹ thêm về cái hộp này để anh em tránh hàng nhái hàng giả. Đây anh em quan sát kỹ nhá. Vỏ hộp này để tránh hàng nhái hàng giả nhá. Đây ở bên trong này, kính 7D 7 lớp đây anh em nhá. Đây. Chào anh em, hôm nay mình lại ra một video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho bùn đánh sóc đĩa. Nhưng anh em đang thua tha, xà bò, muốn vào bờ an toàn hoặc muốn lấy lại gì đã mất, hãy cùng tôi trải nghiệm video để xem còn lấy lại gì đã mất không anh em nhá. Anh em biết rồi, ngày xưa anh em bịp người ta vào những cái sòng cái sới, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vị không tang vào, hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào, hoặc là anh em làm chủ sân, anh em luồn những cái thảm, cái bệ chiếu vào sòng cái sới anh em ạ.
Nhưng bây giờ người khôn của khó rồi, luôn những cái bộ vị không tang vào, hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào, hay bệ chôn, bệ thảm rất nguy hiểm anh em nha. Những cái ưu điểm và nhược điểm, nhà tôi đã thiết kế ra cái dung dịch cảm của quân vị này. Với cái dung dịch cảm của quân vị này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em được người ta không cần mang bát đĩa quân cán đi, không cần làm chủ sân chủ sới, anh em vẫn có thể bịp được người ta anh em nha. Anh em lưu ý nha, cái hàng này hàng độc quyền chỉ nhà tôi có anh em ạ. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái lọ dung dịch này và chấm vào đầu ngón tay và chấm vào quân, chấm thì chấm trên tất cả các quân, Thăng Long hay Villa, quân bài, hắn tú đều hết, quân và bát đĩa hoàn toàn sạch chín rồi, quân nào được, bát đĩa nào cũng được anh em nhá. Cái dung dịch này là không màu, không mùi, không vị rồi, đi cùng nó là một cái điện thoại cảm quân vị. Cái điện thoại cảm quân vị này nhà mình đã cấy những con chip ma mảy vào đây, từ lúc mình xoa cái dung dịch này lên một quân cái sắp xong đặt xuống im quân imat, từ các con chim này rung lên lẻ, từ các rung một cái chặn rung hai cái, anh em lưu ý nhá, ai làm cái và ai sóc cái cũng được, rung là rung trực tiếp với nó rồi, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả. Anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng, ai làm cái ai sóc cái được, anh em đứng ở trên cũng có thể chơi được anh em nhá, rung là rung trực tiếp với nó rồi. Cái điện thoại cảm quân vị này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em pin tiểu rồi chơi nhất 1 đến 2 ngày hết pin, rất phù hợp cho anh chơi ở núi. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách bôi và cách sử dụng nó như thế nào. Anh em đi chơi chỉ cần mang cái lọ dung dịch này và tháo ra và bôi lên đầu ngón tay và chấm vào quân. Anh em đi nha, chấm anh em thích chấm trước hay chấm sau được hết, cứ 2-3 giây tự ngấm vào quân anh em nha. Anh em thích chấm trước được mà chấm sau được anh em nha, thử đâm châm 100% không mút anh em nha. Cái đồ này mới ra anh em ấy, anh cái alo trực tiếp mình tư vấn anh em nhá. Rồi tôi lắp pin và tôi vào thực tế luôn anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho em nghe và cảm nhận tôi. Còn đâu ạ, tí tôi đúc vào người chỉ có mình tôi biết anh em nhá. Anh em đi chơi lắp pin vào và bật công tắc lên. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận tôi anh em nhá. Lẻ nó rung một cái này anh em này. Chắn nó rung hai cái này anh em này. Bây tôi vẫn vào thực kế, tôi sắp thử luôn anh em nhé, anh em nhá. Anh em để ngang hay để dọc đều hết anh em nhá. Máy báo rung một, cứ theo công thức bảo vệ mà đánh. Đánh một tỷ và lẻ này, mở này, bán lẻ này, ai đã tính này chúng ra đi bảo thôi. Mở này, không bao giờ sai, ba trắng anh em này. Người có thể sai nhưng máy và dung dịch không bao giờ thể sai được anh em nhá. Tiếp này. Máy báo rung một rồi, cứ theo công thức bảo vệ mà đánh, bạc cờ rồi, gặp những khoản khát nước chỉ mất nhà mất cửa ấy. Đánh 5 triệu vào lẻ này, mở này, vẫn là bà trắng anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tiếp này, cái đồ này mới ra anh em ấy, anh tay alo trực tiếp mình tư vấn. Bạc đi rồi, máy rung 2, tất nhiên là chẵn rồi, tôi không biết là tứ tử hay sub 2. Anh em đánh tất tay và chẵn cho tôi, mở này, sub 2 này, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, ba cầu rồi, máy vẫn báo rung 2, rung rất rõ ràng, rung đơn để ra mát để rung để cho anh em nghe thôi, tí lúc mọi người chỉ mình biết thôi. Đánh 1 tỷ và chắn này, mở này, không bàn tổ chuyện sai anh em nhá. Anh em đi nhá, anh em cái hàng này hàng độc quyền, anh em nhanh tay alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể, hay là anh em đến tận nhà tiết hàng anh em nhá. Tiếp này, ba cầu rồi, máy vẫn báo rung 2, tất nhiên là chắn rồi, đánh tất tay và chắn này, mở này, không qua rồi xài tư tưởng trắng anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra cái bát để rung để cho anh em nghe và cảm nhận. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, tôi rung chỉ mình biết, người cạnh cũng thể biết được anh em nhá. Tứ trắng sóc tiếp này anh em này, anh em để ngang hay để dọc đây tùy anh em nhá. Bạc đi rồi, máy báo rung một, rung một trong mắt trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tê và lẻ này, mở này, không qua rồi xài ba đen anh em này, chồng quân hay chồng vị máy để báo hết anh em nhá. Tiếp này, cứ cần để 5-7 giây nó đo rồi anh em nhá. Máy báo rung 1, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tê vào mặt lẻ này, mở này, không bao giờ chuyện sai ba đen này anh em này. Tiếp này, kiểm điểm cho anh em vài ba tiếng bạc nữa này. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo rung 1, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, mở này, không bao giờ chuyện sai, vẫn là ba đen này anh em này. Tiếp này, bạc đi rồi, máy báo rung 2, tôi không biết là thứ tử hay sub 2, như anh này tất vào tay vào chắn này, đánh cả cái nội vào chắn này, mở này, không bao giờ chuyện sai, sub 2 này, chồng quân hay chồng vị nó đều báo hết anh em nhá. Người có thể sai nhưng máy móc và dung dịch không bao giờ có thể sai được anh em ạ. Tiếp này, cứ gần để 2-3 giây cái
xong xong là xuống đây y quân nó đo rồi, máy báo rung một rồi, rung một tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tê vào lẻ anh em nhá. Mở này không bao giờ sai, ba trắng anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái dung dịch cảm ứng vị như thế nào rồi. Anh em đi chơi thì chỉ cần cầm cho tôi một cái điện thoại cảm ứng vị đúng người, khoảng cách ngồi từ mét rưỡi về được, ai làm cái hoặc ai xóc cái được, dung là dung trực tiếp với nó rồi, không phải qua bất cứ bộ phận nào nữa cả anh em nhá. Và anh em mang cho tôi một cái độ dung dịch này không màu không mùi không vị, chấm vào đầu ngón tay và chấm trên tất cả lại quân quân và bắt đi hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ 0973 000666. Nhà mình á, ở Hà Nội thì có bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em nào gần đâu đến nhà test hàng thoải mái, mang bát đĩa hoặc quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Ở miền Nam anh ra bến xe miền Đông và nhà test hàng thoải mái anh em nhá. Bây giờ trên thị trường có rất nhiều hàng giả hàng nhái, anh em hãy đến những cơ sở uy tín mua hàng anh em nhá. Cảm ơn xem clip. Anh em nhìn này, 100% là xanh chín anh em nhá. Bây giờ tôi đập mát luôn anh em. Anh em hiểu nhá, 100% là xanh chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Với cái máy thu âm quân vị V68 này, anh em đi vào một cái sòng cái sới muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em vẫn có thể làm chủ cuộc chơi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy thu âm quân vị V68 này thôi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nhá. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân chắn, quân ngựa, quân đóm đều hết anh em nhá. Nhà mình đã lập trình được bởi vì những cái tiếng cái sắp lên ạ. Trong quân, trong bát, trong đĩa tất nhiên là có những cái tiếng động nha anh em nha. Những cái tiếng động của quân lảo xào anh em nha, nó sẽ thu âm được tất cả anh em nha. Anh em hiểu này, ở trong cái sới bạc ạ, kiểu gì có những cái tiếng động hoặc là tiếng người nói anh em nha. Nhưng những cái máy này không bao giờ bắt được anh em nha, nó chỉ bắt được những cái tiếng quân nhảy thôi nha. Bởi vì nhà mình đã lập trình lên tất cả các bộ quân anh em nha. Anh em hiểu này, cứ khoảng cách từ 2.5m đến 3m, ai làm cái ai sóc cái được, anh em đúc ở đâu được, nó sẽ thu âm được tất cả những cái bộ quân anh em nha. Anh em hiểu này, cái máy này nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, cứ gần cái sóc lên những cái bộ quân trong ba trong nghĩa nó sẽ có ra những tiếng động anh em nha, nó sẽ thu âm lẻ, tức là có rung một cái mà chẵn nó sẽ rung hai cái, rung là rung trực tiếp lên nó rồi, không phải qua bất cứ một bộ phận nào cả anh em nha. Sau tôi không lấy nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em lưu này, đây là bộ bát xay chín, để tôi thử luôn cho anh em nhá. Anh em nhá, bây tôi sẽ kiểm chứng luôn anh em nhá, bát đi ho hoàn toàn là xay chín anh em hiểu nhá. Anh em ạ, xem hết cái cuối video này, tôi vẫn đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xay chín anh em nhá. Cái đồ này mới ra, anh em nghe cái alo trực tiếp cho mình, số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Với cái dụng cụ này anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em mua hàng cầm bát đĩa quân cán lên thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Đầu tiên anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên, khởi lên để những cái đèn này nó sẽ sáng lên để nó bắt sóng tất cả những cái bộ quân anh em nha, nghe tất cả những tiếng âm của bộ quân anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào, có nó tím đúng con người chỉ mình biết anh em nha. Bây giờ tôi hất luôn bộ quân này anh em. Anh em nhìn thấy chưa? Hai đèn tất nhiên là rung hai, tất nhiên là chắc rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi bảo thực tế tôi sắp thử luôn anh em nhá. Anh em mà sóc này, những tiếng quân nó đang nhảy lên nó sẽ thu âm được tất cả anh em nhá. Máy báo rung một rồi và đèn rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 50 triệu mà lẻ này, mở này, không bàn sai, ba đèn anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Tiếp này, tôi khẳng định luôn cái đồ này vừa từ Macau về chỉ là tôi có độc quyền anh em nhá. Anh em nhìn thấy chưa, hai nháy và hai rung tất nhiên là chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc này, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, cơn cái sắp lên những cái tiếng quân nhảy nó sẽ thua được tất cả nha anh em nhá. Đen nháy một cái và rung một cái, trong mắt trong nhất tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, mở này, không bao giờ sai. Ba trắng này, chồng quân hay chồng vị, máy thu âm đều đưa ra kết quả anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi để trong bát để cho anh em nhìn cái độ rung và cái đèn nó như nào. Bây giờ tôi sẽ đút luôn vào người, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đút luôn vào người này, tôi đánh thử cho anh em nhá. Ba trắng sóc tiếp này, nó sẽ thu âm được tất cả nhá, từ 2.5m về cho anh em nhá.
máy báo rung hai rồi, trong ba trọng nghĩa tất nhiên chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc đây, mở đây, không bao giờ có chuyện sai nhầm nha. Máy làm gì có chuyện sai em, cái đồ này mới ra anh em nghe tên alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn anh em nha. Máy báo rung hai rồi, trong ba trọng nghĩa tất nhiên là chắc rồi, đánh 50 triệu mà chắc này, bán chắc này, ai đắt tiếng này cũng ra đây mà thôi, mở này, không bao giờ có chuyện sai nhầm nha. Kỷ niệm cho em một tiếng mạng này. Mày báo rung một rồi, trong mắt trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ lẻ này, mở này. Ba đây này anh em này, qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị V68 này như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi, bây tôi sẽ để ra cái bát và tôi sẽ lắc lên để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nhá. Anh em nhìn thấy chưa, hai rung và hai đèn tất nhiên là chắc rồi anh em nhá. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái hiệu quả của máy thu âm quân vị như nào rồi. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em đi nhá. Anh em đi chơi không cần mang mát đi, quân cán đi, anh em chỉ cần cầm cho tôi đúng cái máy thu âm quân vị V68 này thôi anh em nhá. Bây giờ cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Anh em đi này, bát đĩa quân cán hoàn toàn là sai chín, tôi khẳng định luôn. Cái đồ này đồ độc quyền chỉ là tôi có anh em nha. Bởi tôi sẽ đập mát và đập đĩa luôn cho anh em. Anh em nhìn này, 100% là sai chín anh em nha. Bởi tôi đập mát luôn anh em. Anh em nhìn nha, 100% là sai chín anh em nha. Cảm ơn anh xem clip. Anh em kiểm chứng cho anh em, 100% là sai chín anh em nha. Tôi đập đĩa anh em, 100% là sai chín anh em nha. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi, không cần mang mát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp với người ta. Ngày xưa, anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi ạ, chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc Thăng Long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em hiểu nhá, cái máy này ạ dùng hoàn toàn bằng sạc điện, sạc điện thì anh em biết rồi, chơi nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là dây chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà, anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ Thăng Long hay Villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ dùng hai cái.
ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nha, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nha. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử luôn anh em nha. Tứ trắng sóc này. Nháy hai đèn và dùng hai cái. Tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ và số 2. Mở đây, không bao giờ có chuyện sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều nhận dạng diện được hết anh em nha. Tiếp này. Nháy một cái và dùng một cái. Trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ. Mở đây. Ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi. Mở đây, không bao giờ sai. Ba đèn này anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi. Bởi tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình mới biết được. Người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được. Cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nha. Máy báo rung 1 rồi. Trong bát trong điếc tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ A đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi. Mở này, không mà sai. Ba trắng anh em này, tiếp này. Anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi. Máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko rồi thôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha. Mở này, không mà sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập vừa nhập từ Macau về anh em nha. Chỉ nhà tôi có rồi anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi. Đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bạ sai, ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi. Bát đĩa và quân cán hoàn là danh chỉ rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em dung và anh em cảm nhận thế nào. Số 2 nó thiếu hai mặt, nó sẽ dung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào nó sẽ không dung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, alo trực tiếp cho mình trên số lại trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ đập mát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip anh em này, 100% là sai chín rồi, mát luôn anh em. Anh em này. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị A1. Với cái máy thu âm quân vị A1 này, anh em vào những sòng cái sới muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể làm chủ chơi anh em nha. Anh em vào sòng và sới chỉ cần cho tôi cái máy thu âm quân vị A1 này thôi là anh em làm chủ chơi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nha. Thăng Long hay Villa, con bài, con tú, con đóm đều hết. Quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nha. Cứ gần cái sóc lên, những cái tiếng quân nhẹ ở trong bát trong đĩa nó sẽ có những tiếng động anh em nha. Anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được, bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nha. Nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản. Với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống, tất nhiên nó là lẻ, máy tôi khắc dùng một cái và mặt chắn nó sẽ dùng hai cái. Anh em nhìn nha, cứ khoảng cách từ 2 mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhảy anh em nha. Trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ, nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi, bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi. Còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nha. Sau tôi không có nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ. Đây là bộ bát đĩa xanh chín, tôi thử luôn anh em nhá, anh em nha. Bây giờ tôi kiểm chứng luôn cho anh em này. Anh em đi về tôi kiểm chứng đi này. Nhưng cuối video này tôi vẫn đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín. Anh em đi mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá. Hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Bây giờ anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên. Khởi động nguồn lên
thì nó sẽ lên những cái đèn này để nó cảm nhận được những cái tiếng quân nhảy anh em nhá. Bây giờ tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái mát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào. Còn nếu tí nó đúc ông người có khoảng cách 2 mét hất về đúc vào đâu nó sẽ cuồng được tất cả anh em nhá. Hất về mặt như nào chắc nó sẽ rung hai cái, mà lẻ nó sẽ rung một cái. Bây giờ tôi sóc luôn cho anh em, tôi đánh thử luôn anh em. Xong rồi, có những tiếng quân đang nhảy anh em, đặt xuống là thu âm tận nghe anh em nhá. Máy báo rung một và đèn rung một rồi, trong mắt trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả các nội lẻ luôn. Mở này, không mở sai ba đèn này anh em này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp rồi, có những cái quân nhảy đặt xuống là thu rồi anh em nhá. Đèn nó nháy hai cái rồi, trong ba trong nghĩa tất nhiên là chắc rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn. Mở này, không mở phải có chuyện xài anh em nhá. Tiếp này, quân lạc được, quát nghĩa lạc được anh em nhá. Tôi khẳng định luôn cái đồ độc quyền rồi. Máy báo rung một rồi và nháy một cái rồi, trong ba trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này. Mở này, không mở sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nhá. Qua ngoài tiếng bạc ạ, tôi để ra cái mắt để cho anh em nhìn được cái đèn và cái độ rung nó như nào. Bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em. Rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn về tôi đi kỷ niệm cho em vài ba tiếng bạc. Anh em nhanh nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung 2 rồi, xong qua trong cái tất nhiên chắn rồi, đánh cả 1 tỷ và chắn thôi. Mở này, ai đã tính ra đây của tôi. Mở, không mở sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nha. Tiếp này, đây những cái quân nó nhảy lên này anh em cảm thấy rất giống nhau, nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nha. Người thì làm sao nhận được ra đúng không anh em? Máy vẫn báo rung hai rồi, chồng quân trong tiếng tất nhiên chắc rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn. Mở này, không mở chuyện xài anh em nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc đây này, bạc đi rồi, máy báo rung một rồi, trong bát trong nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả Hà Nội lẻ luôn. Mở này, ba đây này anh em này. Qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị A1 này như nào rồi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi và bát đĩa quân toán hoàn toàn là xanh rồi. Bây giờ tôi sẽ để ra bát để tôi lập tiếp để cho anh em cảm nhận được cái đèn và cái độ nháy của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy không, hai rung và hai nháy anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nha. Anh em đi chơi ạ, chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi, cái máy thu âm quân vị A1 thôi. Bát đĩa quân cán hoàn và xanh chín rồi. Bây cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha, kiểm chứng luôn cho anh em 100% là xanh chín anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mang hẳn bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có thôi, cái đồ này anh em ạ, tôi đập bát và đập đĩa và xé quân luôn anh em. Anh em này, 100% là xanh chín luôn, phát luôn anh em. Anh em này, anh em nào có nhu cầu mua hàng xin hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có 2 cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bắc. Anh em nào gần đâu đến nhà cửa hàng trực tiếp đúng như video đấy. Cảm ơn xem clip.